Kênh YouTube Phụ Nữ Cần Thơ xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cái con gà của mình bị bệnh cho các bạn coi nha. Đó. Vào mùa mưa là nó hay bị bệnh vậy đó các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn thuốc để điều trị cái con gà này nha. Nói chung là nó bị tái mặt và nó có đàm ở trong miệng á, thì mình sẽ cho nó uống cái hiệu thuốc này. Nếu mà đạt kết quả mình sẽ up lên trên kênh YouTube Phụ Nữ Cần Thơ cho các bạn xem và các bạn chia sẻ giùm mình nha. Đây là hai con gà trong cái bầy của mình hôm nay nó bị mắc mưa đó, cho nên là mình sẽ cho nó uống thuốc. Nếu mà mình không cho uống thuốc là hai con gà này nó sẽ chết liền đó. Bắt đầu mình cho nó uống nha. Thuốc này thì mình pha cho nó đậm đặc chút xíu nha các bạn. Giống như là mình uống thuốc hàng ngày thì mình pha đậm đặc chút xíu. Nói chung là mình pha thuốc xong rồi mình bơm vô cái chai thuốc này á cho nó uống. Khi cho uống xong các bạn dỗ dỗ cho nước xuống rồi các bạn kéo ra đặng cho đàm á, đang cho đàm nó ra nghe các bạn. Nói chung á thì mình á, nói chung là mình thử nghiệm để cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy đàm không? Nói chung thì mình nói chung nhìn thì nó hơi bị ghê thiệt. Chút xíu mình vô mình sẽ vệ sinh tay các bạn. Mình cho nó uống vô rồi mình dỗ. Các bạn thấy trong miệng nó có đàm không? Hôm bữa là đàm nó quến cục luôn á. Mình đã ra cho nó uống 2 ngày rồi. Bữa nay mình sẽ cho uống tiếp. Bữa nay nó rất là đỡ, hôm bữa nó nằm chạy bài luôn. Bữa nay là nó có khả thi rồi đó các bạn ơi. Các bạn thấy đàm không? Dữ lắm đàm luôn. Rồi khi mình cho uống xong, khi mà nó có kết quả xong thì mình sẽ quay cái kết quả khoảng 2 ngày sau. Mình sẽ quay cái kết quả cho các bạn thấy coi nó chết hay là nó sống nghe các bạn. Nếu mà nó sống thì nó sẽ thành công nghe các bạn. Thì các bạn nào mà nuôi mà tình trạng gà nó bị vậy á, thì các bạn cứ điện thoại hoặc là nhắn tin comment ở dưới kênh YouTube của mình á, rồi mình sẽ vô mình sẽ trả lời cho các bạn và mình sẽ chia sẻ cái hiệu thuốc cho các bạn nha. Các bạn thấy con gà không? Đứng không nổi luôn. Nhưng mà mình sẽ cứu được nha các bạn. Đó. Nó đứng không nổi luôn. Con gà này nếu mà tình hình á, nhìn chung là các bạn nghĩ là nó sẽ chết. Nhưng mà mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ cho chị thuốc này. Rồi các bạn sẽ đón video tiếp theo để xem cái kết quả của cái con gà thử cho nó có thành công hay là thất bại nghe các bạn. Đây các bạn thấy cái mặt nó tím tái không? Mình sẽ cho nó uống thuốc rồi mình nặng đàm ra. Nói chung là này mình thấy mình tội nghiệp mình cứu thôi. Cho nên là cũng dễ lắm. Nó lanh liền đó, phải ghe bị rùi chứ. Đây thì mình là mình hôm bữa mấy cái con gà mái đẻ của mình nó bị là mình cũng làm như vậy đó, nhưng mình không có quay cho các bạn. Mình cứ ngày mình đổ thuốc khoảng 4-5 ngày là tự nó chạy, tự nó đi bình thường. Thì như con nào yếu thì nó nằm chỗ mình, sáng mình cho làng, trưa mình cho làng đó. Không hôm bữa là cái chỗ này là đàm hả, đàm là nó dính cứ ngắt luôn. Bữa nay là nó hết rồi đó. Cái mặt đây nè, cái gà này là gà nào đá đó. Đó, bữa nay cái mặt con này lanh ha. Con này cái mặt lanh rồi nè. Còn cái con này thì nó chưa có lanh. Nếu mà các bạn bỏ là nó chết chứ. Đó, thấy không? Rất là khỏe luôn. Mình nói chung là mình sẽ theo dõi hai cái con này cho các bạn coi. Đó thấy không, nó phải ghê đó. Cái mặt tái mét xanh dần đúng không? Mình pha cái thuốc đặc biệt trị thay gì á cho nó uống mà nước á thì nó đâu có uống nhiều, phải bơm vô tại nó đâu có ăn uống đâu. Bệnh thì phải có người chăm sóc nó mới hết bệnh được nghe. Ví dụ như một bầy của bạn bị 4-5 con, các bạn cứ làm như sống hết trơn à. Các bạn hãy đón xem cái video tiếp theo nha các bạn.
để ngóng coi kết quả hai con gà này như thế nào nha. Các bạn nhớ chia sẻ kênh YouTube và đăng ký kênh YouTube tên Phụ Nữ Cần Thơ mình nghe các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn hãy trông chờ kết quả của hai cái con gà này coi là nó sẽ thành công hay thất bại nghe các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video Phụ Nữ Cần Thơ của mình. Xin chào tạm biệt.